Ngày 28 tháng 9, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp vào nội dung và công tác chuẩn bị, phân công thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Kỳ họp sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân huyện, trình kỳ họp và thực hiện quy trình công tác cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung để chuẩn bị tốt cho kỳ họp.